chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy cô, các anh chị, tôi xin phép được trình bày một số điểm cập nhật trong điều trị ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các thầy cô biết là cách đây khoảng 2 tuần thì GOLD 2021 chính thức được ban hành, và tôi cũng sẽ trình bày một số điểm cập nhật của GOLD liên quan đến điều trị COPD giai đoạn ổn định, và một số điểm cập nhật của Hội Đồng nghiệp Hoa Kỳ liên quan điều trị bệnh đồng mắc, và có một phần liên quan đến COVID và COPD. Về mặt định nghĩa thì GOLD năm 2021 cũng không có thay đổi gì lớn, cũng nhấn mạnh cái việc mà các yếu tố độc hại liên quan đến thuốc lá, ô nhiễm không khí, các chất hữu cơ, và nhấn mạnh cái việc mà điều trị bệnh đồng mắc, vì bệnh đồng mắc làm tăng độ nặng và tử vong của bệnh. Thế thì sau khi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chẩn đoán dựa vào hỏi bệnh, khám bệnh và đo chức năng không khí, phân loại theo GOLD 1234 dựa vào chỉ số FEV1 thì sẽ được đánh giá các cái triệu chứng lâm sàng với thang điểm KES và thang điểm khó thở MRC, là hỏi cái tiền sử đợt cấp, sau đó thì chia ra 4 nhóm GOLD A, B, C, D. Cái này cũng kinh điển rồi, cũng không có thay đổi gì so với trước kia. Thì sau đó thì bệnh nhân sẽ được khởi đầu điều trị dựa theo phân nhóm A, B, C, D. Với nhóm A thì dùng các thuốc giãn phế quản thông thường. Với nhóm B là cái nhóm mà có ít đợt cấp, không hoặc là một đợt cấp, mức độ trung bình, thì nhóm này khởi đầu bằng thuốc kích thích beta tăng trưởng kéo dài hoặc là kháng cholinergic tăng trưởng kéo dài. Với nhóm C là nhóm có ít triệu chứng nhưng mà nhiều đợt cấp, thì khởi đầu bằng thuốc kháng cholinergic tăng trưởng kéo dài. Với nhóm D là nhóm nhiều đợt cấp, nhiều triệu chứng, thì có thể dùng thuốc kháng cholinergic kéo dài, hoặc là khi bệnh nhân có nhiều triệu chứng, ví dụ thang điểm KES trên 20, thì lúc này dùng phối hợp kháng cholinergic tăng trưởng kéo dài và kích thích beta tăng trưởng kéo dài. Khi bệnh nhân có cái bạch cầu ái toan trên 300 tế bào trên 1 ml thì khuyến cáo dùng ICS-LABA. Khi chúng ta chỉ định cân nhắc chỉ định dùng ICS-LABA thì GOLD cũng đưa ra mấy mức độ khuyên dùng, mức độ cân nhắc và không dùng. Khuyên dùng khi bệnh nhân có tiền sử nhập viện vì đợt cấp và hoặc là có trên 2 đợt cấp trung bình trong 1 năm, hoặc có bạch cầu ái toan trên 300 tế bào trên 1 ml, hoặc có tiền sử bệnh hen hoặc đồng mắc. Với những cái trường hợp mà có một đợt cấp trung bình trong 1 năm hoặc bạch cầu ái toan từ 100 đến 300 tế bào trên 1 ml thì cân nhắc. Không dùng ICS ở những bệnh nhân có viêm phổi tái diễn, ở bệnh nhân bạch cầu ái toan dưới 100 tế bào trên 1 ml, hoặc là tiền sử nhiễm Mycobacteria tuberculosis hoặc là các cái NTM. Thì sau khi khởi đầu điều trị như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá lại bệnh nhân và chú ý quan tâm hai cái kiểu hình còn nhiều dấu hiệu lâm sàng như khó thở và kiểu hình có nhiều các cái đợt kịch phát. Và khi đánh giá thì hết sức lưu ý quan tâm cái việc mà ngoài đánh giá triệu chứng thì còn phải đánh giá cái tuân thủ điều trị và kỹ thuật hít, và đánh giá cả cái việc mà các biện pháp điều trị không dùng thuốc, thiếu vấn đề phục hồi chức năng của bệnh nhân, hoạt động thể lực của bệnh nhân, các kế hoạch tự xử trí đợt cấp vân vân. Thì sau khi đánh giá như vậy có cái điều chỉnh hoặc là tăng bậc, hoặc là thay đổi dụng cụ hít và thuốc điều trị, hoặc là giảm bậc. Sau khi khởi đầu điều trị như vậy mà bệnh nhân còn nhiều triệu chứng lâm sàng khó thở thì chúng ta sẽ làm thế nào? Nếu như bệnh nhân đang dùng LABA hoặc LABA thì bệnh nhân sẽ được dùng phối hợp hai thứ, LAMA và LABA. Khi các bệnh nhân mà đang dùng ICS-LABA hoặc là đang dùng LAMA, LABA, ICS, nếu bệnh nhân có viêm phổi hoặc là đáp ứng với ICS kém thì chúng ta quay trở lại bộ đôi kháng cholinergic tăng trưởng kéo dài, kích thích beta tăng trưởng kéo dài. Và nếu bệnh nhân đang dùng bộ đôi này thì phải xem xét rất kỹ cái việc cách sử dụng thuốc, cân nhắc đổi dụng cụ hít hoặc đổi thuốc và tìm một số nguyên nhân khác, đặc biệt là các nguyên nhân về tim mạch
Cái này cũng là thực hành rất nhiều bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có cái bệnh tim động mạch, tí nữa chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này. Với cái nhóm bệnh nhân có kiểu hình là các đợt kịch phát còn nhiều thì chúng ta tùy cái tình hình mà cái kiểu hình của người bệnh. Nếu bệnh nhân và cái dùng thuốc ban đầu, nếu bệnh nhân đang dùng thuốc đơn thuần là kháng cholinergic kéo dài hoặc là kích thích beta kéo dài thì lúc ấy chúng ta phối hợp hai thứ là LAMA và LABA. Với những bệnh nhân mà đang dùng ICS LABA rồi thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc dựa vào cái việc mà có viêm phổi hoặc là đáp ứng kém với ICS thì chuyển sang LABA cùng với LAMA. Còn ngược lại, những bệnh nhân mà có bạch cầu toan trên 300 tế bào trên 1 lít hoặc bạch cầu toan trên 100 nhưng mà có ít nhất 2 đợt cấp trung bình hoặc là 1 đợt cấp nặng trong năm trước thì cân nhắc cho sử dụng ICS LABA hoặc là đang dùng bộ đôi LAMA LABA rồi thì kết hợp với ICS. Với những bệnh nhân mà đang dùng LAMA LABA rồi thì có hai tình huống. Với bệnh nhân có bạch cầu toan trên 100 đang dùng như vậy vẫn còn nhiều đợt kiểm soát thì lúc này xem xét thêm ICS vào bộ đôi LABA LABA LAMA. Với bệnh nhân đang dùng LAMA LABA mà có bạch cầu toan dưới 100 thì chúng ta cân nhắc dùng Rofumilas khi có chỉ số FEV1 dưới 50% và cái dấu hiệu viêm phế quản. Nếu bệnh nhân đang dùng bộ 3 LAMA LABA ICS, cân nhắc dùng azithromycin, đặc biệt đối với những nhóm bệnh nhân đã từng hút thuốc. Tháng 5 2020, Hội Lồng ngực Hoa Kỳ cũng đưa ra cái khuyến cáo được dùng thuốc. Các anh chị biết năm nay vì COVID-19, cái hội nghị của Lồng ngực Hoa Kỳ ATS đã bị hủy và làm online. Những cái dịp này thì cũng đưa ra khuyến cáo về điều trị thuốc. Thứ nhất là những bệnh nhân COPD có triệu chứng khó thở hoặc không thể gắng sức, có nhiều cái dấu hiệu mà làm cho bệnh nhân không gắng sức được ấy, thì khuyến cáo điều trị kết hợp LABA LAMA thay vì đơn trị liệu LABA hoặc LAMA, khuyến cáo mức độ mạnh bằng chứng chắc chắn vừa phải. Với bệnh nhân COPD còn triệu chứng khó thở hoặc không thể gắng sức mặc dù điều trị kép với LABA LAMA rồi thì họ đề xuất dùng bộ 3 ICS LABA LAMA thay vì liệu pháp kép LABA LAMA. Ở những bệnh nhân có tiền sử có một hoặc nhiều đợt cấp trong năm qua cần dùng kháng sinh hoặc là steroid đường uống cần nhập viện. Khi mà chỉ định dùng ICS LABA ở bệnh nhân COPD thì chỉ định ở cái nhóm có tăng bạch cầu toan máu trên 2% hoặc trên 150 tế bào trên microlit có một hoặc nhiều đợt cấp trong năm qua cần dùng kháng sinh hoặc steroid đường uống cần nhập viện. Và những bệnh nhân mà COPD đang điều trị liệu pháp bộ 3 ICS LABA LAMA thì đề xuất có thể rút ICS nếu bệnh nhân không có được cấp nào trong năm qua. Về chỉ định thông khí nhân tạo không xâm nhập thì chỉ định được có chỉ định điều trị vào ban đêm ngoài cái điều trị thông thường cho bệnh nhân COPD có siêu hấp có tăng CO2 mãn tính với cái chỉ số PaCO2 lúc nghỉ trên 45 mmHg ngoài được cấp. Với cái mục tiêu điều trị thông khí nhân tạo không xâm nhập dài hạn là cải thiện PaCO2 ở bệnh nhân COPD có tăng CO2 mãn tính. Và ATS cũng khuyến cáo là đối với bệnh nhân có tăng CO2 ổn định mãn tính ấy, thì trước khi khởi đầu điều trị thông khí xâm nhập không xâm nhập thì cần sàng lọc và cân nhắc cái việc có hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ không. Và lúc đó nó liên quan đến việc mà chỉ định các cái thông số về thở máy. Và chỉ định thì cái việc mà thông khí không xâm nhập dài hạn ấy, người ta khuyến cáo là không cân nhắc ngay sau khi được cấp và để bệnh nhân ổn định sau 2-4 tuần rồi đánh giá lại và lúc ấy còn tăng CO2 mãn tính thì lúc ấy sẽ chỉ định thông khí nhân tạo dài hạn không xâm nhập. Và chỉ định thở oxy dài hạn khi siêu hấp mãn tính nặng với PaO2 dưới 55 mmHg ngoài các đợt cấp. Về các cái bệnh động mạch thì đây là cái sơ đồ biểu thị cái mức cái tần suất của các cái bệnh động mạch. Ở đây lớn nhất là cái nhóm mà tăng huyết áp rồi rối loạn mỡ máu rồi bệnh động mạch vành, suy tim sung huyết vân vân,
thì Hội đồng Hoa Kỳ cũng đưa ra khuyến cáo về việc kỹ hơn về việc điều trị các cái bệnh đồng mắt. Về nhóm bệnh nhân có bệnh tim mạch đồng mắt thì với tăng huyết áp suy tim thiếu máu cục bộ, cơ tim ở bệnh nhân CVD thì nghiên cứu có thấy rõ là tăng nhập viện, tăng tỷ lệ tử vong, vì vậy cần tầm soát và điều trị. Nếu nghi ngờ bệnh nhân CVD có suy tim thì đo nồng độ proBNP. Và nghiên cứu cái hôn cũng chỉ cái tài liệu chỉ ra rất rõ là cái tỷ lệ mắc suy tim cao hơn ở bệnh nhân lớn tuổi, nam giới và gôn giai đoạn 3-4. Và nghiên cứu cho thấy metoprolol là chặn beta chọn lọc tim, chặn beta chọn lọc tim mạch ấy, không cho thấy bất kỳ tác dụng phụ nào trên chỉ số FEV1. Cái này cũng là một cái mà cũng đã được nhấn mạnh để giúp cho các thầy thuốc lâm sàng vững tâm hơn khi mà dùng cái chặn beta giao cảm trên bệnh nhân CVD. Và khuyến cáo LABA an toàn dung nạp tốt ở bệnh nhân CVD có tăng huyết áp, và nên điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân CVD bằng các thuốc ức chế men chuyển và chặn thủ thể angiotensin 2. Và cũng có nghiên cứu đưa ra vấn đề dùng statin rất tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp, cả tăng huyết áp về đường systemic cũng như có tác dụng trong việc mà những bệnh nhân CVD có tăng áp động mạch phổi, cũng giảm bớt hỗ trợ cho việc điều trị tăng áp động mạch phổi. Thì các thuốc chặn beta, đặc biệt là chọn lọc trên tim mạch ấy, được khuyến cáo bệnh nhân CVD tăng huyết áp, bệnh tim nóng vội hoặc suy tim, và khuyến cáo không nên dừng thuốc chặn beta chọn lọc tim mạch khi có đợt cấp cũng không dừng nếu bệnh nhân đang dùng. Với bệnh nhân dung nhĩ thì dung nhĩ làm tăng nguy cơ nhồi viện tử vong ở bệnh nhân CVD, vì được thấy rất là rõ, và các thuốc giã với quả dạng hít ở liều tiêu chuẩn an toàn ở bệnh nhân có dung nhĩ, nhưng mà tránh dùng liều cao các thuốc kích thích beta 2 tác dụng ngắn và thiếu vitamin để kích dung nhĩ hoặc là tăng thêm cái rối loạn nhịp chất. Với bệnh nhân CVD có đái đường thì người ta nói ở bệnh nhân CVD có béo phì hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch khác thì nên tầm soát loại trừ đái tháo đường, do cái việc đái tháo đường tác động đến chất lượng cuộc sống, tiến triển CVD và giảm thời gian dùng thêm. Và bệnh nhân CVD có tiểu đường thì cần định lượng HbA1c định kỳ để mà duy trì mức độ kiểm soát đường huyết tối ưu, do cái đường máu cao ấy, thì làm tăng nguy cơ tử vong tương đối hoặc kéo dài thời gian nằm viện. Với bệnh nhân CVD có đái đường thì các corticosteroid dạng hít liều thấp thì không làm tăng nguy cơ tiến triển đái tháo đường ở bệnh nhân CVD, nhưng mà cần theo dõi đường huyết ở bệnh nhân CVD được điều trị bằng corticosteroid đường toàn thân, và nên đánh giá kỹ, đánh giá định kỳ mức lọc cầu thận để điều chỉnh thuốc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân CVD và đái đường, và metformin là thuốc lựa chọn đầu tiên cho bệnh nhân CVD đồng mắc đái tháo đường nếu không có triệu chỉ định. Về phục hồi chức năng, vận động phục hồi chức năng thì cũng đã được khuyến cáo là có tác dụng tích cực đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tâm lý của bệnh nhân CVD. Các biện pháp bệnh nhân hướng dẫn cho bệnh nhân thư giãn, tập phục hồi chức năng hấp hữu ích ở những bệnh nhân CVD khi mắc chứng lo lắng. Với bệnh nhân CVD có cái lo lắng mất ngủ cũng là cái thường gặp, và bệnh nhân thì cần được sử dụng các cái chất ức chế tái hấp thu serotonin có trọng lọc, và mất ngủ bệnh nhân CVD cần được điều trị bằng thuốc như một số thuốc ngủ, benzodiazepine, nhưng cần lưu ý tác dụng phụ trên đường hô hấp. Và khi mà dùng benzodiazepine cùng với theophylline thì chú ý phải điều chỉnh cái lưu lượng benzodiazepine, vì theophylline đang tăng hoạt hóa cái chuyển hóa của benzodiazepine. Với bệnh nhân CVD có trầm cảm thì khuyến cáo nên được đánh giá loại trừ trầm cảm, và nếu bệnh nhân có trầm cảm thì điều trị tâm lý ủng pháp, điều trị bằng thuốc nếu tâm lý ủng pháp không có cải thiện. Và thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc là thuốc trầm cảm được chọn lọc, và nên theo dõi các triệu chứng kháng cholinergic khi kết hợp thuốc giãn phế quản nhóm kháng cholinergic với imam hoặc là thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Với bệnh nhân loãng xương thì khuyến cáo cần loại trừ loãng xương ở bệnh nhân CVD bằng cách đo mật xương và đánh giá các tổn thương đốt sống bằng cái chụp phim X quang tim phổi nghiêng để xem cái tình trạng xẹp đốt sống. Và có corticosteroid toàn thân cũng như corticosteroid dạng hít ấy, làm tăng nguy cơ gãy xương do loãng xương, cần tránh hoặc là dùng tránh không dùng corticosteroid dạng toàn thân và đường hít thì cũng dùng liều thấp nhất có thể. Và về điều trị loãng xương bệnh nhân do corticosteroid gây ra thì bisphosphonate là rất là hiệu quả, cũng như song song với cái việc đó thì bệnh nhân loãng xương cần được tư vấn để phục hồi chức năng và vận động, cũng là để hạn chế cái tốc độ và tiến triển của loãng xương. Cái phần về COVID-19 CVD thì các anh chị biết là
đầu năm nay thì cũng cái đại dịch cũng gây nên rất nhiều vấn đề cho tất cả các hệ thống y tế. Và trên cái đường hô hấp của bệnh nhân thì đặc biệt bệnh nhân COPD thì cái thụ thể angiotensin converting enzyme 2 receptor cũng rất là có toàn bộ trên đường hô hấp, từ đường các khí quản, phế quản đến nhu mô phổi. Và với các cái virus SARS-CoV-2 có những cái spike glycoprotein thì cái này được hoạt hóa bởi cái transmembrane serine protease 2, và sau đó thì nó gắn kết với cái thụ thể, giúp cho gắn kết cái thụ thể ACE2, và sau đó đi vào tế bào và phân hủy tế bào, kích hoạt cái hệ thống viêm của toàn bộ cơ thể. Và các bạn biết các cái receptor ACE2 này có ở từ đường hô hấp trên, ít hơn đường hô hấp dưới một chút, có ở tất cả các tạng khác, từ tim, gan, thận, bàng quang, ruột. Nó giải thích cái tình trạng mà bệnh nhân COVID có triệu chứng ở hầu hết tất cả các nội tạng, kể cả thần kinh, với những dấu hiệu rất là lạ thường. Ví dụ trước kia chưa thấy là mất mũi, mất thính giác, rồi một số các rối loạn thần kinh khác, đặc biệt là nhiều ở phổi. Và khi mà cái receptor ACE2 bị các cái virus nó gắn vào thì các cái angiotensin sẽ không được chuyển hóa sang cái nhóm mà nó không gây kích hoạt phản ứng, mà không kích hoạt mà còn tác dụng giảm viêm. Thì ở đây các cái nhóm angiotensin sẽ dẫn đến là tăng cái hệ thống viêm của toàn thể cơ thể, dẫn đến các biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng. Và những cái bệnh nhân nặng là có cơn bão cytokine, cơn bão cytokine với cái rối loạn toàn thân, đặc biệt là rối loạn đông máu. Thế thì cũng có nghiên cứu liên quan về mức độ nặng và tử vong liên quan đến COPD và hút thuốc của bệnh nhân COVID-19. Thì hầu hết các nghiên cứu đến cái thời điểm cách đây một tháng thì được tiến hành Trung Quốc là chính, có một nghiên cứu ở Mỹ. Và có 58 bệnh nhân, 2,3% bệnh nhân COPD mắc COVID-19. Tỷ lệ tử vong đối với COVID-19 trong nhóm là 7,4%. 35 bệnh nhân COPD có mức độ, có phân tích mức độ nặng của COVID-19 thì trong số đó có 63% bệnh nhân COPD có tình trạng nặng, và bệnh nhân COPD được cho thấy có nguy cơ mắc COPD, mắc COVID-19 nặng cao hơn so với bệnh nhân không mắc COPD. Nhưng nhóm đó chỉ có 33% thôi, trong nhóm có COPD là 63% mức độ nặng. Về liên quan giữa COPD hút thuốc và ở bệnh nhân COVID-19 thì có 8 nghiên cứu tiếp xúc với, có tình đề cập đến tiếp xúc với khói thuốc đã và đang hút thuốc với 221 bệnh nhân mắc COVID-19 chiếm trong hút thuốc, và có 22,3% bệnh nhân đang hút thuốc và 46% bệnh nhân đã hút thuốc bị chứng nặng COVID-19. Và nghiên cứu rút ra thấy cái nhóm bệnh nhân đang hút thuốc có nguy cơ bị các biến chứng nặng cao hơn 1,45 lần so với nhóm bệnh nhân đã hút thuốc và bệnh nhân không hút thuốc, và tỷ lệ tử vong 38,5% ở nhóm người đang hút thuốc. Những nghiên cứu này cho thấy cái việc hút thuốc lá, lúc cái đêm bệnh hồi đầu cũng có những người nói rằng hút thuốc lá có thể bảo vệ đường hô hấp chống lại COVID-19, nhưng cái đó hoàn toàn không đúng. Và Gold cũng đưa ra cái khuyến cáo với bệnh nhân COPD từ nhiễm COVID-19 nhẹ đến mức độ có tổn thương ở phổi và nhập viện, rồi mức độ suy hấp ARDS và hậu COVID, với cái việc mà khuyến cáo xét nghiệm sớm các bệnh nhân COPD có dấu hiệu bất thường, rồi sau đó đánh giá toàn trạng, đặc biệt quan tâm đến cái rối loạn đông máu của bệnh nhân và việc điều trị. Thì trong cái việc điều trị, từ cái việc mà cung cấp oxy đến cái việc hỗ trợ thông khí nhân tạo không xâm nhập với cái canuin oxy lưu lượng cao qua mũi, rồi thở không xâm nhập, và các cái thở trong trường hợp mà suy hấp nặng thì cái thở máy nằm sấp là rất là có hiệu quả để ngăn chặn cái tiến triển nặng lên. Và sau khi hậu COVID thì cái việc mà theo dõi đánh giá bằng CT phổi, bằng chức năng thông khí và kết hợp với phục hồi chức năng ở nhà cũng là điều đã được khuyến cáo trong Gold 2021. Gold trong cái đợt mà COVID thì từ tháng 3, Gold cũng đưa ra khuyến cáo
các cái cơ sở y tế tăng cường cái việc mà hỗ trợ bệnh nhân từ xa qua telemedicine để giảm thiểu cái yếu tố nguy hiểm khi bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế và tăng cường cái năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Gold cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết từ cái bảng kiểm để chuẩn bị cho việc mà tư vấn qua điện thoại hoặc là qua telemedicine, với việc và sau đó thiết lập cái chương trình khám bệnh nhân và cung cấp cái những cái bảng kiểm đánh giá cái công việc đó qua cái điện thoại hoặc là qua trực tuyến. Thì tóm lại thì năm vừa rồi Gold 2021 đưa ra khuyến cáo mới với cái việc mà sử dụng LAMA là nền tảng điều trị đặc biệt các bệnh nhân nhiều triệu chứng, và sau khi khởi đầu điều trị theo Gold ABCD thì việc đánh giá CBD theo kiểu hình với đánh giá mức đáp ứng ban đầu và chia ra hai nhóm khó thở, còn nhiều khó thở, còn nhiều đợt cấp thì sẽ có điều chỉnh dựa theo các đặc điểm lâm sàng, dựa theo các cái chỉ số về bạch cầu toan trong máu. Hội đồng Hoa Kỳ cũng đưa ra khuyến cáo dùng thuốc tương tự với Gold 2021 và Hội đồng Hoa Kỳ khuyến cáo dùng thở máy không xâm nhập ở bệnh nhân suy hấp mãn có nồng độ CO2 máu mãn tính ngoài đợt cấp, cũng như việc oxy điều trị oxy kéo dài ít nhất 15 tiếng cho 24 cho bệnh nhân có suy hấp với PaO2 nặng giảm nặng dưới 55 mm thủy ngân ngoài đợt cấp. ATS này đưa ra khuyến cáo rất là cụ thể về việc điều trị các bệnh động mạch một cách rất là toàn diện, cũng như trong cái đợt cấp chỉ nhấn mạnh cái vai trò của ô nhiễm không khí, của vi khuẩn và virus, đặc biệt là SARS-CoV-2 trong cái nên cái đợt cấp của COPD. Và nghiên cứu chỉ rất rõ cái việc mà COVID-19 ở bệnh nhân COPD và đặc biệt ở bệnh nhân COPD còn đang hút thuốc là có nguy cơ làm tăng cái mức độ nặng cũng như bệnh nhân tử vong của các bệnh nhân này. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các quý vị.